Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài mới và chúng ta cũng sẽ học một tên nốt nhạc mới ở khóa pha. Bài The Paratrooper thì ở trang số 19 này chúng mình có được học về nốt La. Và nốt La ở khóa pha thì được ký hiệu bằng chữ A. Chúng mình đã được học hai nốt rồi là Do và Si và hôm nay là La nhé các con. Bây giờ cô Hoàng Vân sẽ hướng dẫn cho các con gọi tên nốt nhạc của bản nhạc này. Về nhịp 3-4 thì chúng ta sẽ lấy 3 phách đều. Chúng ta đọc 2 lần như vậy rồi chúng ta sẽ bắt đầu gọi tên. 1, 2, 3, 1, 2, 3, La 2, Do, Si 2, 3, La 2, Do, Si 2, 3, La 2, Si, Do, Si, La, Si 2, Đô la hai ba. Đó là nốt nhạc của bản nhạc này. Ở cuối của trang sách này có một phần đó là viết nốt la khóa pha ở đây. Chúng ta viết để chúng ta nhớ về vị trí nốt la được viết với khóa pha như thế nào. Thì ô đầu tiên các con viết la tròn, ô thứ hai các con viết la trắng, ô thứ ba các con viết la trắng chấm và ô cuối cùng thì các con viết nốt la đen. Đó là phần cô hướng dẫn cho các con lý thuyết trong bản nhạc này. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi trên đàn nhé. Các con cùng quan sát này. Đối với bài The Paratrooper thì chúng ta sẽ đặt tay trái ở vị trí đô trung tâm và chúng ta sẽ thực hành nốt đô, nốt si và nốt la là phím này nhé các con. Đô, si, la bằng ngón số 3 nhé. Và bây giờ cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con từ đầu đến cuối. Chúng ta chơi bài này nhịp 3-4, chúng ta sẽ lấy nhịp 3 phách đều. 1, 2, 3, La 2, Do, Si 2, 3, La 2, Do, Si 2, 3, La 2, Si, Do, Si, La, Si 2, Do, La 2, 3. Đó là một lượt từ đầu đến cuối. Bây giờ thì cô sẽ chơi cùng với lại nhạc ở tốc độ chậm và nhanh. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3. 3. Quay lại từ đầu. Có nốt la cuối cùng ở lần 1 là 3 phách nên chúng ta sẽ đếm là la 2 3 và bắt đầu chơi ở lượt tiếp theo luôn nhé. Bây giờ các con lắng nghe ở tốc độ nhanh hơn này. 1 2 3 Nhớ cho cô vị trí nốt đô, si, la ở tay trái đối với khóa pha. Và các ký hiệu chữ cái nữa là một điểm mà chúng ta cần lưu ý để làm bài tập lý thuyết. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.